tiếp cái phần điều chỉnh làm sao cho phương pháp nó trọn vẹn hơn. Vừa rồi những cái chứng đau khớp gối thông thường của những người lớn tuổi, tức là bị những người lớn tuổi thường bị tắc cái mau mạch, hoặc là bị hẹp, hoặc là bị tắc cái tĩnh mạch, hoặc là bị hẹp cái mau mạch, tắc mau mạch, thì chúng ta sẽ dẫn đến cái chuyện là gì? Máu không tới nuôi được tế bào, do đó mà sẽ bị tổn thương, những cái tổn thương ở đầu gối khiến chúng ta đau. Cái khối tổn thương mà nó ít ấy, thì chúng ta còn nhẹ nhàng, nhưng mà nếu mà theo năm tháng mà nó tích lũy nhiều lên thì chúng ta sẽ đau rất là nhiều. Và có trường hợp nặng như chị ở đây thì là bị vôi hóa hết rồi, tức là vôi nó đóng cặn ở đầu gối, nó gây tắc mạch máu, thì lúc này cái chuyện mà tác động thông thường là không có tới, không cách gì tới được cả. Chúng ta phải có kỹ thuật sâu hơn. Lát ở đây thì mọi người về thì sẽ có cái thứ nhất là cái hướng dẫn, cái tờ hướng dẫn này đầy đủ. Thứ hai là ai mà có nhu cầu chúng ta có cái đĩa về chứa đau mỏi gối, thì chúng ta về chúng ta sẽ xem và làm như đĩa thì là sẽ ok. Khi mà chúng ta làm, tôi nhắc lại cái phác đồ điều chỉnh một chút. Khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ, việc đầu tiên là nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải đả thông mấy cái tắc của tĩnh mạch và mau mạch bằng cách là chúng ta sẽ kẹp banh. Mọi người còn nhớ kỹ thuật không? Kẹp banh vào khuỷu chân, kéo sát vào người, sau đó là chúng ta miết những cái khe, từ cái khe chân, cái khe khớp gối lên đầu gối để chúng ta đả thông cái tĩnh mạch. Đấy là cái chỗ khu vực đấy chính là hai cái tĩnh mạch lớn nhất đấy, tĩnh mạch hai bên đầu gối. Và sau đó chúng ta sẽ vuốt vào đầu gối, rồi thậm chí chúng ta đi tìm điểm đau để đả thông bế tắc nữa. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm gì? Rồi chúng ta vỗ nữa, đúng không ạ? Kỹ thuật vỗ nữa. Sau đó chúng ta sẽ duỗi chân ra và vuốt từ ống đồng về phía đầu gối, đi qua đầu gối. Lúc này những cái chất thải, chất xỉ mà nó long ra khỏi cái thành mạch máu á, thì chúng ta sẽ đẩy cho nó trôi đi, giống như gọi là xối máng. Mọi người nhớ nhé, giống như gọi là xối máng. Và chúng ta cứ làm xen kẽ và liên tiếp như thế là sao ạ? 3 cho đến 5 lần, trường hợp nào nặng có thể làm 7 lần. Và cái việc mà chúng ta làm như thế sẽ phải làm thường xuyên, không phải là chỉ có làm một lần duy nhất ngày hôm nay đâu ạ. Mọi người về đã biết cách làm rồi, ai cũng có một trái banh nhỏ rồi, và chúng ta sẽ làm thường xuyên như vậy. Rồi, đấy chỉ là cái sơ ban đầu thôi, giúp chúng ta cải thiện vận động một chút. Nhưng cái mà sâu xa hơn thì chúng ta phải làm gì? Phải chườm đá. Ban đầu vào chúng ta đã được học cái cách kiểm tra rồi. Nếu có sưng, nóng, đỏ, đau thì chúng ta sẽ chườm lạnh. Chườm lạnh cho đến cái ngày nào mà cái hiện tượng sưng, nóng, đỏ, đau nó mất đi, tức là nó không còn cái chênh lệch nhiệt độ nữa. Cái khớp gối, cái đầu gối chúng ta, đầu gối chúng ta khi mà sờ vào ấy, khi chúng ta sờ vào đầu gối chúng ta không thấy cái nhiệt độ nó tăng hơn so với lại những chỗ xung quanh, hoặc là hai đầu gối không có hiện tượng nóng hơn những chỗ khác, thì lúc này chúng ta sẽ ngưng chườm lạnh. Mọi người nhớ nhé, sẽ ngưng chườm lạnh. Và sau khi ngưng chườm lạnh thì lúc này với những người mà không bị cái chứng sưng nóng đỏ đau, chúng ta đừng chườm lạnh nhé. Chúng ta đừng chườm lạnh vì là chườm lạnh sẽ làm co mạch lại. Khi làm co mạch sẽ lại gây bế tắc. Mọi người nhớ dùm tôi, chườm lạnh nó gây ức chế. Không nên chườm lạnh khi không sưng nóng đỏ đau. Rồi, còn những người trường hợp mà không sưng nóng đỏ đau và những trường hợp mà đã hết sưng nóng đỏ đau, lúc này chúng ta sẽ chườm bảo tồn. Chườm bảo tồn như sau. Chúng ta sẽ chườm nóng lạnh luân phiên xen kẽ. Tức là sao? Tức là chúng ta sẽ dùng cục đá nóng rồi cục đá lạnh, hai cục đá đó chúng ta để kế bên, rồi chúng ta chà sát, xoa nhẹ nhẹ đá nóng lên đầu gối trước. Sau khi làm nóng khoảng chừng một vài phút, lúc này chúng ta lấy cái đá lạnh á, đá thật là lạnh á, để trong tủ đá, trong ngăn đông á, và chúng ta sẽ chườm lạnh lên. Chườm lạnh để làm co mạch máu là sao ạ? Lý do vì sao phải chườm nóng lạnh? Khi chúng ta chườm nóng làm giãn mau mạch phía bên ngoại vi, phía đầu gối ra, lúc này máu nó sẽ điền ra phía bên ngoại vi. Rồi chúng ta lại làm lạnh thì nó co mạch lại. Khi co mạch lại thì máu dồn về đâu? Máu nóng bắt đầu dồn vào phía bên trong. Và khi dồn vào phía bên trong, cái dòng máu mà đã được làm nóng đó, mà do chúng ta làm chườm nóng đấy, nó sẽ làm đả thông các cái mao mạch, nó làm giãn nở các mao mạch ra. Và khi mao mạch giãn nở, máu tới được, hồng cầu đưa tới oxy tới và dinh dưỡng tới tế bào. Đồng thời hồng cầu giải quyết được cái gì? Lấy đi mang đi, đúng không ạ? Lôi những cái chất bẩn, chất thải của tế bào cũng như là carbonic ra khỏi tế bào. Đấy là cái việc làm sạch mạch máu và làm sạch các cái tế bào. Ok chưa mọi người? Và chúng ta phải trường nóng lạnh như thế nhiều lần, ngày nào cũng phải làm. Giống như là chị ở Đà Lạt đấy, ngày nào chị cũng trường 2 lần. Từ hôm chị tới đây đến giờ, đến 1 tuần đến giờ chị đi lại một cách bình thường. Thì đấy là chuyện chúng ta phải cải thiện. Nhưng phương pháp chỉ trọn vẹn khi nào? Khi chúng ta kết hợp với lại trường nóng vùng gan nữa. Trường nóng vùng gan, ở đây mọi người đã nghe cái chuyện trường nóng vùng gan bằng Cặp Đá Diệu Kỳ chưa? Chúng ta đã nghe chưa? Vậy thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn. À, có nghe, có biết rồi, giờ tôi sẽ hướng dẫn luôn. Phương pháp chúng ta chỉ trọn vẹn khi chúng ta trường nóng vùng gan. Có nhiều người đau khớp gối, có một chị cũng ở Đà Lạt, giống chị đó. Đến cách đây 2 tuần, các học viên của 2 tuần trước, chị bị đau khớp gối, chị đi lại không được. Sau đó chị đi lên mạng và chị trường gan. Chị đơn thuần chị chỉ nghĩ là trường gan, tức là để cải thiện cái gan thôi. Nhưng không ngờ chị trường có 1 tuần thì chị đi lại được. Tức là việc trường gan là sao? Một hình dung này, trường gan tức là chúng ta đặt cái Cặp Đá Diệu Kỳ ở ngay khu vực liên sườn phải đây này. Khu vực gan, gan là được bảo vệ bởi liên sườn phải. Do đó chúng ta sẽ đặt cái Cặp Đá Diệu Kỳ lên cái vùng liên sườn phải và làm nóng đá và đặt ở đây vào trường. Thì khi chúng ta làm nóng khu vực này thì chuyện gì xảy ra? Cơ thể của chúng ta, nữ có khoảng từ 4 cho đến 4,5 lít và nam có thể là có 5 lít máu, trung bình là như vậy. Thì khi chúng ta làm nóng cái vùng gan, 1 giờ có 60 lít máu đi qua gan. Do đó khi chúng ta làm nóng cái vùng này lên 2 tiếng đồng hồ, tức là có 120 lít máu, đúng không ạ? 20 mấy vòng tuần hoàn. Tức là luân chuyển như thế, 20 mấy vòng tuần hoàn đi khắp cơ thể với cái dòng máu nóng, và đi đến đâu thì nó sẽ đả thông bế tắc mao mạch ở đó, nó làm giãn mao mạch ra, và khi giãn mao mạch thì đồng nghĩa với chuyện là gì? Không còn bế tắc nữa thì hồng cầu tới được, đem oxy, đem dinh dưỡng tới tế bào, đồng thời loại bỏ độc tố của tế bào, loại bỏ carbonic. Lúc này sẽ phục hồi lại những cái tế bào bị tổn thương. Mọi người hình dung không ạ? Do đó mà cái chuyện mà chỉ có trường gan mà đi lại được là chuyện không có gì là không giải thích được cả. Khi trường gan sẽ làm đả thông bế tắc tất cả mọi vùng, đến tận vùng ngoại vi xa xôi lẫn như là nội tạng của cơ thể. Nên chúng ta không ngạc nhiên khi là những người bị axit uric cao này, mỡ máu này, đường máu này, gan nhiễm mỡ, rồi chứng là phù nề tiền liệt tuyến, rồi u xơ tử cung mà được cải thiện nhanh chóng nhờ trường gan. Thì nó đều có lý do là do chúng ta đã đả thông bế tắc các cái mao mạch từ ngoại vi cho đến nội tạng. Do đó phương pháp của chúng ta sẽ gồm những bước như sau, tôi nhắc lại một lần nữa. Sau khi làm cái chuyện là co duỗi cái đầu gối bằng cái kẹp banh và đả thông bế tắc và tắc mao mạch, thì chúng ta sẽ trường nóng lạnh khu vực đầu gối, rồi trường gan mỗi ngày ít nhất 1 lần, và khi trường là trường 2 tiếng. Mọi người nhớ giùm tôi, còn trường đầu gối nhớ trường xen kẽ luân phiên nóng lạnh. Đến đây mọi người hình dung chưa ạ? Thì phương pháp của chúng ta như vậy là trọn vẹn rồi. Còn việc mà chúng ta có thực hiện là có kết quả tốt hay không là tùy thuộc vào chuyện mọi người có thực hiện hay không, có làm những kỹ thuật hay không. Ok chưa? Đến đây thì tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 79 2206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thậpchíliêntâm.vn